mua mà mở.
Cũng nhiều một tí mà có sức được.
chặt ra trong bụng á. Ăn cơm thì đau ở chỗ nào không? Đau bụng. Đau bụng á? Đau nhiều không? Đau ít thôi à? Hay là đi làm cái ông kia về nghe đi. Tay hả? Sao là tinh thần đến bình thường nhé.